nhau cái gì, khán giả trong nước và ngoài nước. Đây là một cánh đồng ruộng ở dưới quê nghe cả nhà. Mấy ngày nào lúa chín gặt xong cài xới bừa, bây giờ người ta xạ được một cái màu xanh nữa rồi nha cả nhà. Cái cầu đi qua chợ. Chuối nha cả nhà, hai bên đường đi có hàng chuối nè. Đây bên đây ta mới xả nha. Đây mới xả. Xả chuẩn bị dùng mới rồi. Đây có một cây vàng rất to nha cả nhà, cây vàng nhìn thấy mát chưa? Bên đây có một con sông, cây chuối quá trời cây chuối. Thấy người đi lượm củi cả nhà ơi.
có cây hàng cây thốt nốt ở cả nhà đây, hàng cây thốt nốt. Rồi Út xin tạm ngừng video, cả nhà xem video nếu thích cho Út xin một like là một lượt đăng ký nha cả nhà, cảm ơn rất nhiều.